Ở cuối tập 84, sau khi đuổi theo Thái Dương Thần Hoa, mọi người đã cùng nhau đi tới một nơi. Ở tại đây, một trong số những người đi cùng Thạch Hạo đã có ý định phản bội, bởi vậy hắn ta đã bị Thạch Hạo đập cho ra bã. Tuy vậy sau đó, mặc dù Thạch Hạo đã tha cho hắn ta một mạng, thế nhưng sau khi lao tới công kích một tên hồn giả, thân thể của hắn ta đã bị nổ tung ngay lập tức. Lúc này, ở bên phía những thiên tài tới từ thượng giới, một người bạn thân thiết của hắn sau khi chứng kiến chuyện này, hắn ta cũng liền thay đổi. Và sau một hồi toan tính, hắn ta đã quyết định phản bội lại đồng đội của mình. Bây giờ hắn ta đã nguyện gia nhập phe của mấy lão già tôn giả, bởi vậy bên Thạch Hạo chỉ còn lại 4 người mà thôi. Và rồi sau một hồi võ mồm qua lại, hai bên đã lại một lần nữa lao vào nhau chiến đấu. Từ trên người lão già ngân sư tôn giả, hư ảnh con ngân sư một sừng khổng lồ hiện lên tỏa ra uy thế, hết sức khủng bố, lập tức là xuất hiện. Ở phía bên trên, đối diện với khí tức kinh khủng đó, chiến giáp trên người Thạch Hạo cũng ngay lập tức xuất hiện. Sau đó lấy chân làm trụ, Thạch Hạo phóng thẳng về phía tên kia mà đánh. Trong không trung, quyền cước giữa hai người cũng liên tục va chạm. Tới cuối cùng, tên ngân sư tôn giả kia cũng bị Thạch Hạo đá bay. Thế nhưng cũng ngay lập tức, cái tên cửu đầu xà tôn giả đã liền xuất hiện. Từ trên người hắn ta, một hư ảnh con rắn chín đầu đã liền xuất hiện, sau đó hợp lực cùng với ngân sư tôn giả và Kimo tôn giả đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Lúc này đối diện với nó, từ trên tay Thạch Hạo, một nhánh liễu tỏa ra một màu vàng rực rỡ. Sau đó thi triển kiếm ý của thánh nhân, Thạch Hạo cầm nó liền chém thẳng về phía ba tên kia, khiến bọn chúng phải cùng nhau liên thủ để chống đỡ. Ở phía xa, ba vị thiếu niên tới từ thượng giới nhân cơ hội đó, bọn họ cũng ngay lập tức chạy tới bàn đá, hòng lấy đi cốt thư ở trên đó. Tuy vậy, ngay khi bọn họ lao đến đã bị một không gian cấm chế chấn bay ngược lại phía sau hàng trăm mét. Chứng kiến chuyện này, đám tôn giả kia cũng đồng loạt ra tay, hiển nhiên là không muốn bị lấy đi bảo vật. Tuy vậy, khi công kích của đám người kia sắp đánh tới ba người thiếu niên kia, Thạch Hạo đã liền xuất hiện. Sau đó, từ trên tay anh ấy, 10 tòa động thiên đã liền mở ra, hấp thụ toàn bộ công kích từ đám người kia. Và cũng nhờ có sức mạnh từ bên ngoài tầm bổ, Thạch Hạo đã liền bắt đầu vận dụng trí tôn bên trong cơ thể mình. Nương theo đó, vô số phù văn hiện ra, sau một khắc từ trong cơ thể Thạch Hạo, một luồng sức mạnh đã bạo phát. Hai chân phát lực, Thạch Hạo đã liền phóng thẳng tới ngân sư tôn giả mà đánh. Ngay lập tức, một vụ nổ bạo phát, tên kia bị bắn bay ngược lại. Ở bên cạnh, đám người kia cũng liền hợp lực vây công đánh thẳng về phía Thạch Hạo, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Thạch Hạo đánh tan. Và cũng đúng vào lúc này, ở vị trí trung tâm có người đã lấy được cốt thư, người đó chính là Triệu Khải. Thế nhưng hắn ta đã không thể thoát được, bởi vậy hắn ta đã bị tên tôn giả tóc vàng một kiếm đâm xuyên cơ thể và bỏ mạng ngay tại chỗ. Tuy vậy, trước khi qua đời, hắn ta vẫn kịp đưa khối cốt thư kia về phía Thạch Hạo, còn một miếng cốt thư khác, một tên tôn giả đã lấy được nó. Và không chần chừ, ngay khi có được cốt thư trong tay, Thạch Hạo cũng liền cầm lấy nó và ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ. Thời gian trôi qua, toàn thân Thạch Hạo được bao phủ bởi một màu vàng rực. Trong không trung, miếng cốt thư kia cũng không ngừng phát sáng. Sau một khắc, Thạch Hạo cũng đã bắt đầu nhập đạo, từng loại cảm ngộ cũng liền xuất hiện trong đầu của anh ấy. Và rồi cuối cùng, Thạch Hạo cũng hiểu được áo nghĩa của nó. Tuy vậy, ngay khi Thạch Hạo cảm ngộ được miếng bảo cốt kia, đám tôn giả kia cũng liền lao tới và tấn công. Tiếp theo, một cuộc chiến kịch liệt lại diễn ra. Cầm kiếm cổ trên tay, Thạch Hạo một mình chống lại công kích tới từ cổ thụ thiên huyết. Tuy vậy, đang trong lúc Thạch Hạo đánh với nó, một tên tôn giả của tộc Kimo lúc này cũng tới. Từ trên người hắn tỏa ra một luồng hỏa diễm nóng cháy. Bây giờ, hắn ta muốn khởi động cấm chế nơi này, hiển nhiên là muốn hủy diệt mọi thứ, không cho ai được rời đi. Thế nhưng đúng vào lúc này, ở phía xa, trên tay Thạch Hạo, khối bảo cốt kia lại đột nhiên rung lên liên hồi. Càng đặc biệt hơn, miếng kinh thư kia còn lại cũng giống như thế. Sau đó nó đột nhiên bay thẳng về phía cô gái đang ngồi trên thần hoa Thái Dương ở phía trước. Tiếp theo, từ trên tay cô gái ấy, hai miếng cốt thư đang dần dần xích lại gần nhau hơn. Khi nó dung hợp lại, một luồng sức mạnh đột nhiên bạo phát khiến nơi đây rung động liên hồi, dường như có dấu hiệu bị phá hủy. Còn cô gái kia, lúc này nàng cùng với cốt thư vẫn đang được bao phủ bên trong một lớp màn trắng tỏa ra một màu vàng rực rỡ.